Huấn luyện viên đem lại nhiều chiến thắng và thành công nhất cho bóng đá Việt Nam. Thầy Bang So gửi thông điệp này tới đội tuyển quốc gia Việt Nam và thầy Mai Đức Chung đi dự World Cup. Dù không còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, nhưng thầy Bang So vẫn luôn theo dõi, thể hiện sự quan tâm và yêu mến dành cho bóng đá của nước ta. Ông được coi là vị huấn luyện viên thành công bậc nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam với vô số thành tích nổi bật trong suốt năm qua làm việc tại đây. Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023, trên trang cá nhân của mình, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Bang So đã gửi lời chúc may mắn đến vị đồng nghiệp Mai Đức Chung và các học trò của đội tuyển nữ Việt Nam như sau. Tôi xin được gửi lời chúc may mắn đến thầy huấn luyện viên Mai Đức Chung và các tuyển thủ nữ Việt Nam trong các trận đấu sắp tới tại World Cup. Toàn đội hãy cố lên nhé. Lời chúc ngắn gọn nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao mà thầy băng so dành cho bóng đá của Việt Nam. hiếm có vị huấn luyện viên nào sau khi chia tay lại dành nhiều sự quan tâm cho bóng đá của Việt Nam như vậy. Khi còn đương nhiệm, ông Bắc cũng rất quan tâm đến tuyển nữ của Việt Nam và thân thiện với thầy Mai Đức Chung. Ông Trung cũng chính là người đã dẫn dắt tạm quyền đội tuyển Việt Nam trước khi bàn giao chính thức cho Tài Bắc hồi cuối năm 2017. Ở hai kỳ SEA Games 2019 và 2021, cả hai cùng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng đầy thuyết phục.